Nó có hai khu vực chúng tôi đang mở là khu vực ở trên gò của Bến Đình, và khu vực thứ hai là khu vực hai là đào thám sát xung quanh để xác định được cái mật độ của di tích nó phân bố tới đâu, để xác định ra cái vùng lõi di tích để thuận tiện cho việc gìn giữ và bảo vệ. Ở trên gò Bến Đình này là khu vực 1, chúng tôi đã mở 6 hố khai quật, tổng diện tích bây giờ là khoảng 300 mét vuông. Và khu vực 2, khu vực xung quanh Bến Đình là tổng cộng là 14 hố thám sát, tổng cộng là khoảng 30 mét vuông. Trong 6 hố khai quật thì chúng tôi phát hiện rất nhiều cái nền móng của kiến trúc, trong đó là hố khai quật 1. Nhưng ta thấy vào hố khai quật 6 thì chúng ta đã phát hiện một dấu tích của nhà dài, bề ngang khoảng 6 mét và bề dài khoảng 22 mét. Trong lòng của cái di tích này thì có những cái bằng chứng để lại là dấu vết của sinh hoạt và kiến trúc của một cái mái nhà sập, họ sập chữ còn giữ nguyên lại trên bề mặt, có thể nhìn thấy được rất là rõ ràng. Một số cái khu vực khác giống như là hố khai quật 3, hố khai quật 4 và hố khai quật 5, 6 thì có những cái vết tích là cũng những cái đền tháp, những cái đền tháp mà đã bị phá bỏ từ trước đó. Niên đại sớm của giai đoạn này có thể vào khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9. Và ở đây thì nó có một số giai đoạn muộn về sau nữa, nhưng mà sau này chỉ chờ kết quả phân tích C14 thì có thể biết chính xác hơn là niên đại của những giai đoạn này. Nhưng mà giai đoạn sớm có thể khoảng tầm thứ 9. Cũng thuộc quan quá, thuộc giai đoạn hậu ốc eo, cách đây hơn 1.000 năm. Đây là một cái khu vực di tích rất là đặc biệt. Ở đây là sau khi mà khai quật thì đã phát hiện được rất là nhiều cái nền móng kiến trúc còn để lại và còn khá là nguyên vẹn. Do đó, cách bảo quản ban đầu khi chúng tôi khai quật ở đây thì chúng tôi sẽ lắp địa kỹ thuật bằng phương pháp là lắp vải và cát, sau đó là mới lắp đất trả lời hiện trạng ban đầu. Các cơ quan chức năng nên tiếp tục đầu tư để mà sau này có thể một khai quật lớn hơn, là có thể là xây dựng những mái che và để phát huy giá trị của cái khu di tích này, giá trị lịch sử văn hóa rất là quan trọng. Ở đây có một điểm rất là đặc biệt là về điêu khắc hoa văn, có được một số cái cấu kiện kiến trúc ở đây thì có thể thấy là có thể so sánh được với một trong những cái di tích nổi tiếng ở Tây Ninh, đó là di tích Chóc Mạc và di tích Bình Thạnh. Do đó đáng chú ý nhất là một số mô típ hoa văn ở đây có nét tương đồng với Chóc Mạc, di tích ở trên những cái mặt của tháp. Nhưng đặc điểm ở đây là cái đường nét hoa văn của nó thì có lẽ là cầu kỳ và sắc sảo hơn so với khu vực ở Chóc Mạc và Bình Thạnh.